lịch sử World Cup và thậm chí là bóng đá thế giới chưa chứng kiến trường hợp nào như huấn luyện viên Luis Enrique của Tây Ban Nha. Người lập kênh riêng trên mạng xã hội để livestream trả lời người hâm mộ các câu hỏi về chiến thuật ngay trước giải đấu. Enrique cho biết ông sẽ sử dụng kênh này thường xuyên tại World Cup năm 2022 sau mỗi trận đấu của La Roja. Trong các cuộc trò chuyện đầu tiên, Enrique thu về hàng chục nghìn người xem và theo dõi. Ông cũng không ngần ngại trả lời thẳng thắn về ý đồ chiến thuật của Tây Ban Nha, bao gồm việc không sử dụng số 9 ảo như nhiều người lầm tưởng. Không ai rõ liệu Enrique sẽ chia sẻ thêm những gì khi Tây Ban Nha chính thức khởi tranh, như chiêu trò mới của ông tạm thời giúp các học trò thoát khỏi áp lực. Tây Ban Nha đã phải hứng chịu nhiều nghi ngờ vì chính lựa chọn của Enrique. Ông triệu tập đến 8 cầu thủ của Barcelona, bao gồm cả những cái tên đang chấn thương hoặc chơi tệ như Alba, Busquets và Torres. Phía Costa Rica hầu như không có ngôi sao giá trị cao nào, nhưng kinh nghiệm của thủ thành Keylor Navas hứa hẹn sẽ giúp cho họ đứng vững trước các chân sút hạng xoàng của Tây Ban Nha. Thêm vào đó, Costa Rica có kinh nghiệm làm nên bất ngờ ở bảng tử thần. Tại World Cup năm 2014, Costa Rica từng nằm trong bảng đấu có Anh, Ý, Uruguay nhưng rồi lại xuất sắc giành vé đi tiếp. Theo Sporting News, lối chơi phòng ngự chặt chẽ sẽ giúp Costa Rica giữ sạch lưới đủ lâu trước Tây Ban Nha và sức ép miệt mài của Bó Tót chỉ đủ để họ giành chiến thắng 1-0. Các chuyên gia của Sportmo cũng đưa ra dự đoán tương tự. Trang chuyên thống kê Wasco nhận định xác suất giành chọn 3 điểm của Tây Ban Nha ở trận này lên đến 85%, nhưng đồng thời tỷ số có khả năng xuất hiện cao nhất cũng là kết quả 1-0 với xác suất là 28,6%. Tổng các phương án Tây Ban Nha thắng cách biệt một bàn hoặc bị mất điểm vào khoảng hơn 70%, có xác suất Tây Ban Nha thắng cách biệt 2 bàn trở lên chỉ là gần 29%. Xác suất để Tây Ban Nha thắng cách biệt 3 bàn trở lên thậm chí là dưới 10%. Về lý thuyết, gặp Costa Rica là cơ hội tốt cho Tây Ban Nha giành 3 điểm. Khác với 8 năm trước, Costa Rica hiện tại không có gì đặc biệt vì thiếu lớp cầu thủ kế cận. Nhưng người hùng của họ như Keylor Navas, Brian Ruiz vẫn phải cầy ải ngần ấy năm và đã rất già. Họ không thể tạo ra bất ngờ trước một tập thể mạnh và nhuần nhuyễn của La Roja của Luis Enrique. Bên kia chiến tuyến, Costa Rica đã xuất sắc vượt qua New Zealand ở trận playoff Liên Châu Lục để giành tấm vé chót đến Qatar. 4 năm trước, đại diện Bắc Trung Mỹ bị loại ngay từ vòng bảng với màn thể hiện nhạt nhòa. Nhưng tại World Cup năm 2014, Costa Rica liên tục tạo bất ngờ khi đi đến vòng bán kết. Thủ môn Keylor Navas góp công lớn đưa Costa Rica đến Qatar. Những người hùng ở Brazil cách đây 4 năm như Keylor Navas, João Cabo hay Brian Ruiz vẫn giữ vai trò trụ cột của Costa Rica. Điểm mạnh của Costa Rica là hàng thủ chắc chắn và được tổ chức tốt. Họ kết thúc vòng loại với 5 trên 6 trận giữ sạch lưới và cũng không cho New Zealand cơ hội ăn mừng. Tối nay, Costa Rica sẵn sàng chơi tử thủ, bố trí đội hình lùi sâu nhằm hạn chế sức mạnh của Tây Ban Nha. Thủ thành Keylor Navas sẽ là chỗ dựa vững chắc với nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến tại xứ Bò Tót.